Thật ra thì mình không có áp lực gì, bởi vì khi mà đã quay lại thì mình đã chuẩn bị cho mình những cái tâm lý và những cái điều kiện đầy đủ và tốt nhất khi mình quay lại. 10 năm thì nó thứ nhất là nó có những cái biến cố nhỏ trong cái cuộc sống, thứ hai là tôi hoàn toàn tập trung chăm lo cho cái gia đình, cái tổ ấm hạnh phúc của riêng mình, nên là tôi đã tạm dừng cái nghiệp ca hát lại. Tôi quan niệm cả hình thể lẫn trí tuệ đều là quan trọng, bởi vì nếu như có trí tuệ mà không có hình thể thì nó được không được gọi là hoàn hảo, hay là nói là một người phụ nữ đẹp hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà để tôn vinh ấy và nghiêng thì tôi nghiêng về vẻ đẹp trí tuệ hơn. Đấy là quan niệm riêng của cá nhân tôi. Quan điểm tôi đẹp tôi có quyền ở đây là quyền gì? Với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái sắc đẹp nó là một cái lợi thế thì đúng hơn là quyền. Nó là về cái quyền năng. Tôi nghĩ nó là một lợi thế. Đấy là cái sắc đẹp của người phụ nữ. Thì tôi quan niệm như thế. Nó không lệch lạc nhưng tôi thấy nó dùng hơi, tức là hơi bị quá một tí, nhưng mà cái quan điểm của từng người, theo tôi là nghĩ như thế. Còn tôi nghĩ chỉ nó đấy chỉ là một lợi thế thôi. Tôi chín chắn hơn, tôi đằm thắm hơn, tôi hiểu biết hơn và tôi đàn bà hơn. Tôi nghĩ đấy là giá trị của gia đình. Đấy, đối với tôi là như thế. Bởi vì tôi quan niệm một điều là cái gì nó cũng là phù phiếm và cái gì nó cũng là nhất thời. Dù là ở một cái đỉnh cao danh vọng nào thì rồi một lúc nào đấy cái nơi mà tôi nghĩ cần thiết nhất, bền vững nhất và lâu nhất đấy chính là gia đình. Tôi nghĩ là do thời điểm, do duyên, do cơ hội hoặc là do rất nhiều yếu tố khác của mỗi cá nhân, con người ta sẽ hiểu theo từng con người một. Tôi nghĩ là như thế.